À, chị Duyên đây rồi. Em thấy mấy bạn bảo là nay có chị ghé làm da, cho nên là em phải đi tìm chị ngay thôi. Em xem TikTok nha, em mê chị lắm luôn á nha. Cảm ơn em, chị cũng rất là vui khi được mọi người biết đến và yêu thích kênh của mình. Dạ, mà chị đang theo liệu trình cấy collagen của bên em đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, nhìn da của chị nha, mê chữ E kéo dài luôn á, căng bóng mịn màng quá trời luôn. Mà không biết là trước đây chị bị cái tình trạng như thế nào chị ha? Trước đây thì da của chị cũng không có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tại vì do tính chất của công việc thì mình phải đi quay ở ngoài trời khá là nhiều, cho nên là da cũng bị ảnh hưởng, đó là bị sỉnh màu và vùng da xung quanh mắt thì có một ít nếp nhăn. Và sau khi mà biết đến Diva và trải nghiệm dịch vụ ở đây thì da của Duyên hiện tại thì đã cải thiện hơn rất là nhiều, và làn da cũng đã căng bóng và láng mịn hơn, vùng da xung quanh mắt thì cũng đã đỡ nhăn hơn nhiều hơn rồi. Dạ, được vậy thì tốt quá rồi chị ha. Mà không biết là nãy giờ trong cái quá trình làm á thì chị có cảm thấy là mình bị đau hay là khó chịu gì không hả chị? Trong quá trình làm thì Duyên không cảm thấy đau hay là khó chịu gì hết, nó rất là thoải mái luôn, vì khi mà làm á Duyên không có nhăn mặt hay gì hết, và hiện tại thì đang có thể trao đổi trò chuyện với em rất là thoải mái và chị khá là hài lòng. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nghe những chia sẻ của chị á thì em tin chắc rằng là các chị em mình sẽ tự tin hơn để đến với viện thẩm mỹ Diva bên em để trải nghiệm dịch vụ cấy collagen nè. Đúng Mà rồi. dạ. Và các chị em nếu như mà muốn sở hữu một làn da căng bóng và láng mịn giống như Duyên hiện tại thì hãy nhanh chân đến với Diva để trải nghiệm dịch vụ ở nơi đây nha. Và hiện tại thì Duyên đã không còn vấn đề lo lắng mỗi lần mà phải đi quay ở ngoài trời nữa, vì đã có Diva đồng hành cùng với Duyên. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhìn da chị bây giờ nha, nhiều chị em sẽ ganh tị lắm đó. Mà không biết á, là cơ duyên nào thì chị biết đến với viện thẩm mỹ Diva bên em ạ? À? Cơ duyên mà Duyên được biết đến Diva đó là Duyên nhờ bạn giới thiệu, và khi trải nghiệm dịch vụ ở đây thì Duyên thấy là trang thiết bị nè, về trang thiết bị, về cơ sở vật chất thì khá là hiện đại, và nhân viên thì cũng tư vấn và làm việc rất là nhiệt tình, và Duyên khá là hài lòng. Hy vọng là mọi người cũng sẽ nhân dân đến đây để trải nghiệm dịch vụ giống Duyên nha. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành những cái lời khen có cánh cho vị thẩm mỹ Diva. Hy vọng rằng là chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với vị thẩm mỹ Diva bên em nha. Chắc chắn rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. À. Em chào chị.